Dân thưa quý vị, một tin vui cho thành phố Cần Thơ đó là ở đầu chương trình chúng tôi có đề cập, thành phố Cần Thơ đã xuất sắc lọt vào dòng chung kết của chương trình Thành phố Xanh Quốc tế năm 2022. Chương trình do WWF khởi xướng, kêu gọi các thành phố trên toàn thế giới chung tay giải quyết các thách thức chung về khí hậu. Dân thưa quý vị, và sau khi lọt vào dòng chung kết, thành phố Cần Thơ sẽ đại diện cho Việt Nam cùng với 32 quốc gia khác tiếp tục tham gia chiến dịch Tôi yêu thành phố Love City từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 tới. Hồ sơ của thành phố Cần Thơ được đánh giá đáp ứng nhiều tiêu chí gồm cam kết của lãnh đạo, khả năng ứng phó với các thách thức trong tương lai và kế hoạch hành động khí hậu toàn diện. Theo bà Trần Thị Hải, Giám đốc chương trình phát triển bền vững tổ chức WWF Việt Nam thì 69 giải pháp ứng phó chỉ biến đổi khí hậu toàn diện trong giai đoạn 2021-2030, và tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Cần Thơ đã đạt được số điểm tuyệt đối của Ban giám khảo thành phố xanh quốc tế về chỉ số quyết tâm chính trị. Những nỗ lực và quyết tâm này là nguồn cảm hứng khích lệ các thành phố khác trên toàn cầu cùng ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu.